xin kính chào tất cả quý vị khán giả rất vui được gặp lại tất cả quý vị trong buổi chiều ngày hôm nay và xin được mến chúc cho tất cả quý vị sẽ có một buổi chiều thật nhiều niềm vui và tràn đầy năng lượng. Còn bây giờ đây thì Benny xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng theo dõi chương trình talk show trực tuyến sống khỏe sống vui. Thưa quý vị chương trình được thực hiện bởi công ty truyền thông live Channel và nhận được sự tư vấn chuyên môn bởi các bác sĩ đến từ Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi cũng sẽ được gửi lời cảm ơn đến sự đồng hành của Hello Bác sĩ. Thưa tất cả quý vị, ai trong chúng ta cũng mong muốn mình có một cơ thể khỏe mạnh Có được cơ thể khỏe mạnh thì chất lượng cuộc sống của chúng ta sẽ tốt hơn Chính vì vậy, chương trình Sống Khỏe Sống Vui được ra đời Nhằm cung cấp cho tất cả quý vị những kiến thức bổ ích về các bệnh thường gặp Cách nhận biết mức độ phức tạp của bệnh, cách xử lý, điều trị các bệnh Và quan trọng hơn cả là chúng ta biết cách phòng ngừa hiệu quả Để chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình Giúp cho cuộc sống của chúng ta vui khỏe hơn Thưa tất cả quý vị và trước khi chúng ta cùng bắt đầu chương trình ngày hôm nay với một chủ đề mà Bé đi nghĩ rằng cũng rất gần gũi với tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Chúng tôi sẽ được chia sẻ với tất cả quý vị chương trình của chúng ta sẽ được phát trực tuyến theo hình thức tương tác nên tất cả quý vị có thể theo dõi trên các fanpage của chương trình như là Live Channel hoặc là trên kênh fanpage của Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra thì tất cả quý vị cũng có thể theo dõi chương trình kênh kênh sức khỏe trực tuyến và hello bác sĩ Thưa quý vị, chương trình của chúng ta được diễn ra vào khung giờ rất quen thuộc, đó là vào lúc 15 giờ ngày thứ sáu hàng tuần. Rất mong tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng chia sẻ thông tin này để cho mỗi tuần trôi qua chúng ta lại đón thêm những khán giả mới giúp cho chương trình ngày càng hoàn thiện và mang đến cho tất cả quý vị những kiến thức hay hơn và kính thưa tất cả quý vị bởi vì chương trình của chúng ta sẽ được diễn ra với hình thức tương tác trực tuyến nên trong quá trình mà mc trao đổi với bác sĩ của chương trình về chủ đề về các bệnh thường gặp trong cuộc sống thì tất cả quý vị có những câu hỏi nào có những thắc mắc nào muốn bác sĩ giải đáp thì quý vị đừng ngần ngại nha. Chúng ta hãy cùng comment cái câu hỏi của mình ở trong phần dưới của cái buổi livestream này thì Bá niên sẽ truyền những câu hỏi của tất cả quý vị đến cho bác sĩ chương trình để giải đáp những thắc mắc của tất cả quý vị. Hầu hết chương trình của chúng ta thời lượng ngày hôm nay sẽ ưu tiên dành cho những câu hỏi của tất cả các bạn khán giả. Ngoài ra thì để giúp cho tất cả mọi người chúng ta biết đến kênh của chúng ta với chương trình sống khỏe sống vui để giúp cho mọi người ai trong chúng ta cũng có được những kiến thức căn bản trong việc bảo vệ sức khỏe cho bản thân mình và cho những người thân xung quanh khi quý vị theo dõi buổi livestream ngày hôm nay thì bà niên rất 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 mong là tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng share cái livestream này ra để cho bạn bè và người thân của mình có thể thấy được chương trình này và họ sẽ cùng đồng hành cùng với tất cả chúng ta khi mà tất cả quý vị share cái livestream này trên Facebook cá nhân của mình thì quý vị nhớ nha, chúng ta để thêm hashtag là sống khỏe sống vui. Có như vậy thì chúng ta có thể theo dõi thêm nhiều video livestream về sức khỏe nha còn bây giờ đây thì xin mời tất cả quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng bắt đầu chương trình ngày hôm nay thưa quý vị vào những ngày này thì chúng ta cũng biết được là khí hậu nóng ẩm và dễ khiến cho chúng ta cảm thấy rất là mệt mỏi nóng nực đặc biệt là các bệnh liên quan đến đường hô hấp và trong đó chắc hẳn là quý vị cũng nghe nói rất là nhiều đến căn bệnh viêm phế quản và song nhiều người thầy rất chủ quan với những dấu hiệu của bệnh dẫn đến các biến chứng thậm chí là nó làm cho bệnh nặng hơn vậy nguyên nhân gây bệnh như thế nào và triệu chứng của bệnh ra sao cách phòng ngừa và điều trị như thế nào là hợp lý nhất chắc hẳn là ai trong chúng ta cũng mong muốn có được những kiến thức này đó cũng chính là nội dung chia sẻ trong chương trình sống khỏe sống vui hôm nay với chủ đề được mang tên phòng bệnh viêm phế quản sao cho đúng và thưa tất cả quý vị à, ngày hôm nay thì chúng tôi xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng đến với chủ đề này và như thường lệ bác ni sẽ được giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ một gương mặt đã luôn đồng hành cùng với chúng ta trong những số trước đây và chia sẻ rất là nhiều những kiến thức y khoa rất hữu ích xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng gặp gỡ với tiến sĩ bác sĩ nguyễn như vinh trưởng khoa thăm dò chức năng hô hấp đến từ bệnh viện đại học y dược thành phố hồ chí minh xin chào à, tiến sĩ bác sĩ như vinh ạ à. cảm ơn yeah. bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay xin chào bá niên xin chào quý khán giả đang xem chương trình sống khỏe sống vui thì uh, tôi cũng theo dõi chương trình này thấy rằng các bác sĩ của bệnh viện đại học y dược đã tư vấn rất là nhiều bệnh phổ biến khác nhau và đem lại những thông tin rất là có ích cho à, cộng đồng và cái bệnh viêm phế quản như mc yeah. ba niên nói thì nó cứ tương đối phổ biến yeah. và đôi khi nó cũng làm cho một số người lo lắng ừ. hay là xử lý nó không đúng và nó để lại những cái, cái, cái hậu quả về sau yeah. nó không được tốt thì ngày hôm nay cũng rất vui là có cơ hội để chia sẻ với quý vị về cái cái, cái những cái điều thông tin cặn kẽ hơn về ừ. cái căn bệnh này yeah. và lâu nay thì khi nhắc đến căn bệnh viêm phế quản thì hầu như tất cả mọi người chỉ nghe nói đến thôi chứ ừ. không hình dung được là cái triệu chứng bệnh như thế nào và điều trị ra sao thì ngày hôm nay có được sự góp mặt của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Như Vinh là một trong những điều rất là thuận lợi để giúp cho tất cả quý vị khán giả có thêm được những thông tin kiến thức hữu ích và chương trình của chúng ta ngày hôm nay sẽ được diễn ra với hình thức là tương tác trực tuyến nên trong quá trình mà trao đổi thì chắc hẳn là có một số bạn khán giả sẽ gửi câu hỏi cho chương trình, sức mong nhận được sự trả lời từ phía bác sĩ Như Vinh. Yeah. À, còn bây giờ đây thì trước hết thì sẽ được hỏi tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Như Vinh là bác sĩ có thể chia sẽ tổng quan về bệnh viêm phế quản thực trạng của người bệnh hiện nay như thế nè. nào ạ? Thì để nói về ừ. cái, cái bệnh lý này á, thì trước hết chúng ta phải biết phế quản là nó ở đâu trong cơ thể. Thì cái đường hô hấp của chúng ta nó bắt đầu từ mũi và miệng rồi sau đó không khí nó đi vào bên trong cơ thể thì nó có một cái đường ừ. ống à, dẫn ừ. khí vào trong phổi. Cái ống lớn nhất nó gọi là khí quản rồi sau cái khí quản đó họ ừ. chia ra thành những nhánh nhỏ 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 hơn yeah. nó có khoảng 23 mươi lần phân chia như thế thì những đường ống chằng chịt trong đó nó gọi là phế quản yeah. thì có phế quản lớn nó gọi là phế quản bình thường có những phế quản nhỏ gọi là tiểu phế quản ừ. thì khi những đường ống đó mà bị viêm thì chúng ta gọi là cái bệnh lý viêm phế quản ừ. và đây là một bệnh lý rất là thường gặp hầu như là ai cũng đã từng trải ừ. qua bị một <laughs> lần rồi và nó có thể rất là nhẹ không cần điều ừ. trị gì cũng hết Nhưng mà đôi khi nó cũng có những cái thể nặng nề Và đôi khi có thể tử vong Nếu mà những yeah. người bệnh Họ có những cái bệnh cảnh nền ở phía dưới gọi ừ. là nó sẵn có rồi và ừ. có thêm một cái à, viêm phế quản nữa Thì có thể là tử vong à, Về tình hình đó Thì bệnh thì rất là phổ biến Và người ta đi khám Vì cái bệnh lý này cũng tương đối nhiều Đặc biệt là trong cái yeah. mùa mà gọi là bệnh hô hấp rất là nhạy cảm yeah. hiện nay thì những người bị viêm phế quản cũng đi tới tại các phòng khám cũng tương đối đông. ở ừ. à, như vậy thì những nguyên nhân và những nguy cơ nào mà dẫn đến bệnh viêm phế quản và tại sao lại nhất là vào những cái ừ. mùa này người ta lại dễ mắc căn bệnh này đến như yeah. vậy ạ? À? thì cái cái phế quản là cái giống như cái đường giao thương giữa cơ thể bên của mình ừ. bên trong và cái môi trường bên ngoài không khí nó đi vào đi ra trong cái phổi mình thông qua cái phế quản và vì cái đường giao thương đó thì nó gọi là những cái cửa ngõ rất là nhạy cảm khi mà chúng ta gặp những cái tác nhân có thể gây bệnh những tác nhân đó có thể là vật lý có thể là hóa học có thể là sinh học đó. vật lý là sao nếu mà chúng ta hít những cái hạt bụi ví dụ như yeah. bụi mịn ô nhiễm đi bên ngoài nhà hay trong nhà nó vào nó gây ra những cái kích thích ở trong đường hô hấp đặc biệt là những người nhạy cảm thì họ cũng có thể bị viêm phế quản yeah. à, hoặc là thay đổi nhiệt độ À, thời tiết thay đổi chúng ta đang từ ở môi trường nóng quá chúng ta vào môi trường lạnh quá yeah. thay đổi như vậy nó cũng gây ra cái viêm phế quản mm. rồi hóa học nếu chúng ta hít phải <laughs> những cái chất yeah. hóa học ví dụ như từ nhà máy nó thải ra khí thải uh, những xe cộ cũng có thể mm. gây ra cái chứng bệnh này mm. và cuối cùng là tính chất nhân, tác nhân vi sinh yeah. uh, vi trùng virus vi nấm khi mà chúng ta hít vào trong môi trường chúng ta có nhiều lắm khi chúng ta hít vào có thể nó gây ra và khi mà cái 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 phế quản mình nó bị viêm á thì nó xuất hiện rất là nhiều các triệu chứng mà khi mà nói ra thì chắc mọi người cũng đã yeah. từng thấy rằng mình đã từng bị những cái triệu chứng đó như yeah. thế. Yeah. Thưa quý vị chúng ta đã cùng đến với chương trình sống khỏe sống vui với chủ đề bệnh viêm phế quản và vừa rồi thì chúng ta cũng đã được lắng nghe tiến sĩ bác sĩ nguyễn như vinh chia sẻ về những nguy cơ những nguyên nhân dẫn đến bệnh viêm phế quản và chúng ta thấy một điều rằng là có rất là nhiều nguy cơ hiện nay mà dễ dàng ai trong chúng ta cũng có nguy cơ nếu như chúng ta không cẩn thận thì sẽ mắc bệnh viêm phế quản À, nhưng mà đó là những nguy cơ thôi. Mà ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được lắng nghe những lời chia sẻ của bác sĩ trong việc mà làm thế nào để chúng ta phòng chống. Nhưng mà có một thắc mắc mà tất cả quý vị khán giả cũng đang rất quan tâm là đối với căn bệnh viêm phế quản thì những đối tượng nào à, dễ mắc căn bệnh này nó có phụ thuộc vào lứa tuổi hay là như thế nào hay không ạ? Thực ra cái bệnh này nó, nó tương đối phổ biến và tất cả các lứa ừ. tuổi đều có thể mắc ừ. căn bệnh này nhưng mà mức độ nặng nhẹ thì nó tùy theo đối tượng yeah. ví dụ như mình là một người đang khỏe mạnh có thể mình bị viêm phế quản thì có thể tự hết nhưng mà một số người những người mà có những bệnh mà lý mãn tính đặc biệt là đường hô hấp mãn tính như là bệnh hen suyễn, như bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính yeah. mà có thêm cái này vào thì yeah. cái làm cho cái bệnh nền của mình nó nặng nề hơn yeah. trẻ em cũng hay bị bệnh này lắm nhưng mà yeah. tự nó lướt qua một số ít thì có thể nó gây ra biến chứng như là viêm phổi lúc đó cần phải yeah. nhập viện. Ừ. Cho nên cái điều quan trọng của cái cái, cái bệnh lý này á, là chúng ta phải nhận ra nó rồi chúng ừ. ta phải theo dõi nó nếu mà nó nhẹ nhẹ thì <laughs> chúng ta có đôi khi không cần tới bệnh viện yeah. làm gì nhưng mà nó nặng mà chúng ta bỏ sót thì ừ. có thể nó gây ra những biến chứng mà yeah. đặc biệt là trẻ em có thể gây ra chết người. Dạ. Yeah. Nhắc đến cái ừ. việc mà lúc nãy là tiến sĩ ừ. bác sĩ Di Vinh có nói là cái quan trọng nhất là chúng ta cần phải nhận biết được căn bệnh yeah. viêm phế quản. Như vậy thì để nhận biết được căn bệnh này thì có những cái dấu hiệu, có những cái triệu chứng ừ. nào của bệnh viêm phế quản mà đối với người bệnh thì họ dễ dàng có thể nhận biết được à? Dạ. Yeah. Thì hiện nay cái cái phế quản của mình nó gọi là cái đường hấp dưới. Ừ. Từ cái vùng cổ trở lên thì đường hấp trên còn chỗ này xuống mình gọi là đường hấp dưới thì cái triệu chứng khi mà chúng ta bị viêm cái đường hô hấp dưới như thế này gọi là phế quản đó ừ. nó là bị biểu hiện là ho rồi khạc đàm rồi tùy theo cái tác nhân gây đó ừ. nếu mà vi trùng hay virus thì có gây ra sốt nữa à, và vì nó là cái đường ống để giúp cho mình thở à. cho nên nếu mà nó viêm nhiều quá thì nó gây ra khó thở dạ. như vậy có ho có khạc đàm có sốt có khó thở ừ. nhưng mà cái triệu chứng đó thì nó có thể xảy ra khi mà bị những bệnh lý đường ừ. hấp trên hoặc là chúng ta bị nhiễm cái những cái con virus khác nó gây ra cảm lạnh hoặc là chúng ta nhiễm con virus cúm nó gây ra cúm. Ừ. Như vậy á thì cúm cũng có triệu chứng như thế, cảm lạnh cũng có triệu chứng như thế mà viêm phế quản <laughs> dạ. nó cũng triệu chứng như thế cho nên lúc đầu á thì có thể nó gần gần giống nhau. Nhưng mà sau đó khi mà cái phế quản ừ. bị viêm nhiều thì nó tiết đàm nhiều. Ừ. Trong khi á, những trường hợp mà chúng ta viêm đường hấp trên đôi khi chúng ta ho, chúng ta sốt, chúng ta sổ mũi ừ. nhưng mà nó ít có đàm còn nếu ừ. mà chúng ta Hạt ra đam nhiều thì có thể cái phế quản bên dưới nó dạ. đã bị viêm rồi. Dạ. Dạ. Khi mà có những cái dấu hiệu nhận biết cái triệu chứng rồi thì người bệnh đi thăm khám thì có một số người lại được ghi nhận là bệnh ừ. viêm phế quản là mãn tính, ừ. có người lại nói là viêm phế quản cấp tính. À, dạ. Sẵn đây thì giờ bác ừ. sĩ chia sẻ cách phân biệt giữa viêm phế quản mãn tính và cấp tính là như thế nào dạ. ạ? Cái cái viêm phế quản mà lúc nãy giờ mình nói là ai cũng có thể bị đó là nói về dạ. cấp tính. Cái cấp tính đó nó có thể xảy ra một cách đột ngột không có biết trước được khi mà chúng ta tiếp xúc với con CV rất là nhiều loại CV cảm lạnh có tới 200 trăm loại CV cảm ừ. cúm thì có à, mấy loại thôi. Ừ. Nhưng mà khi chúng ta đột ngột tiếp xúc với nó mà cơ thể chúng ta đang mệt mỏi xíu vẫn chẳng hạn thì chúng ta có thể bị viêm phế quản. Và cái viêm phế quản đó nó có thể xảy ra à 5 ngày, 7 ngày một tuần hay là đôi khi kéo dài ít dài nhất là khoảng 3 tuần thôi. Ừ. và có thể nó tự hết mà chúng ta yeah. không cần trị gì hết hoặc là chúng ta trị những cái thuốc gọi là nâng đỡ thôi, ho thì uống thuốc ho, số so ừ. uống thuốc sốt <laughs> là nhưng những người mà hút thuốc lá, à, ừ. những người yeah. mà tiếp xúc với lại cái môi trường ô nhiễm thường xuyên thì cái tình trạng viêm đó nó sẽ diễn ra một cách gọi là trường diễn, ừ. nó lúc nào nó cũng có hết và nó gây ra một cái chứng gọi là viêm phế quản mãn tính. Yeah thường thường những người nào mà có những triệu chứng là ho khạc đà mà kéo dài ít nhất là 3 tháng à, trong một năm bị 3 tháng mà bị 2 năm chỉ cần có cái, cái tiêu chuẩn đó yeah. là coi như là có viêm phế quản mạng tính yeah. và cái đó thì nó nó, nó nó gọi là để lại cái di chứng nó nặng nề hơn yeah. còn viêm phế quản cấp tính thì đa phần là tự khỏi rất là nhẹ ừ. chỉ có một số ít người có cơ địa không tốt thì ừ. mới có nguy hiểm yeah. À, thưa bác sĩ ngày hôm nay thì chương trình của chúng ta được diễn ra với hình thức tương tác trực tuyến được. nên uh, chúng ta sẽ ưu tiên những uh, câu hỏi chương trình ngày hôm nay dành cho các bạn khán giả gửi về thưa quý vị và bây giờ đây thì uh, ban Niên cũng đã nhận thấy là có bạn khán giả gửi câu hỏi về cho chương trình ngày hôm nay với các bệnh viêm phế quản à, một bạn đặt câu hỏi là viêm phế quản khác với bệnh hen phế quản và hen suyễn như thế nào <laughs> thì uh, chúng ta đầu tiên chúng tôi sẽ nói là cái hen trước À, hen phế quản với lại hen suyễn nó ừ. là một thôi có người thì gọi là hen có người, người gọi dạ, là suyễn dạ. có người gọi là hen suyễn và có người gọi là hen <laughs> phế quản thì những dạ. cái từ đó đều diễn tả một cái bệnh giống nhau nó ừ. là bệnh hen và cái bệnh hen là cũng là một cái tình trạng viêm của cái ừ. đường thở của mình gọi là đường dạ. phế quản đó nhưng mà cái viêm này nó diễn tiến một cách chậm chạp mà từ từ ừ. và khi gặp những cái gọi là dị nguyên những người đó đa phần là dưỡng họ gặp ừ. những cái gì mà họ bị dưỡng á thì cái đường thở nó siết lại nó co ừ. thắt lại và nó gây ra khó thở cho nên đôi khi những người hen đó họ không phải là nó viêm nhiều đến nỗi mà tiết đàm khạc đàm quá ừ, dạ. trời luôn mà chủ yếu của họ là cái khó kẹt khó thở ừ. à. yeah. và cái khi mà nó đường thở nó siết dữ quá vì họ rất ừ. là nhạy cảm thì có thể vào những cái đợt cấp có thể nguy hiểm tới tính mạng yeah. còn viêm phế quản là nó cái, cái, cái đường thở của mình nó bị sưng nề lên nó có nhiều cái dịch nó tiết ra và đó là đàm đó Yeah. nhưng mà cái đường thở có thể nó không có nhạy cảm và nó không có co xiết lại tuy nhiên nói là hai bệnh ở những cái à, cái hai người khác nhau chẳng hạn nhưng mà hai bệnh đó có thể xảy ra trên cùng một người ừ. một người bị hen mà gặp trường hợp nhiễm <laughs> virus vô nó gây ra yeah. viêm phế quản nữa thì phế quản nó co thắt họ ừ. sẽ vào những đợt cấp yeah. À, xin được cảm ơn à, bác sĩ và xin được cảm ơn à, câu hỏi của bạn khán giả đã gửi về cho chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi vẫn ưu tiên thời lượng dành cho các bạn nên các bạn có bất cứ câu hỏi nào thì đừng ngần ngại nha chúng tôi đang cùng chờ đón những câu hỏi của tất cả các bạn về căn bệnh viêm phế quản ngày hôm nay lúc nãy thì à, chúng ta đã được lắng nghe à, à. bác sĩ à, Nguyễn Như Vinh đã chia sẻ rất là nhiều những thông tin về căn bệnh viêm phế quản nhưng mà tâm lý của một số người bệnh ở Việt Nam của chúng ta thì đôi khi lại có những cái căn bệnh như có những cái dấu hiệu họ lại vẫn không chịu đi khám họ nghĩ rằng là thôi cứ ráng đi rồi ngày một ngày hai sẽ qua như vậy thì đối với căn bệnh viêm phế quản khi mà một khi đã phát hiện được những cái triệu chứng rồi mà không chịu đi điều trị kịp thời thì nó có để lại biến chứng gì hay không yeah. ạ? Thực ra cái viêm phế quản này nếu mà xét số đông đa phần nó tự khỏi ừ. à. cho nên cái chính là chúng ta biết là khi nào đi khám và khi nào thì nên đi ừ. ở nhà chứ không hẳn là cứ ai bị viêm <laughs> phế quản đều cũng phải đi gặp bác yeah. sĩ thì khi đó bệnh viện có thể sẽ bị ừ. quá tải Ừ à à nếu mà chúng ta chỉ sốt nhẹ một hai ngày nữa hết rồi kèm ho kèm khạc đàm mà cơ thể mình ừ. nó vẫn gọi là hơi mệt mỏi thôi nó không có những <laughs> cái dấu hiệu nặng nề yeah. thì chúng ta có thể tự ở nhà điều trị bằng cách là uống nước nhiều lên uống nước chanh yeah. nước cam uh, rồi mình nghỉ ngơi đặc biệt cái nghỉ ngơi ừ. Khi mà bị cảm bị cúm bị viêm phế quản thì chúng ta nghỉ yeah. ngơi cơ thể <laughs> chúng ta dễ hồi phục hơn yeah. quan trọng là uống nhiều nước để cho ừ. nó loãng cái đàm chúng ta khạc tự nhiên hơn nhưng mà chúng ta phải theo dõi nếu mà sốt ví dụ như là 5 ngày rồi mà nó không dứt dạ. đó, hay là càng ngày nó càng sốt nhiều hơn hoặc là có một cái kiểu sốt mà liên quan tới nhiễm trùng nó gọi là sốt hai pha đầu ừ. tiên chúng ta sốt có thể là nhiễm siêu vi sau đó dạ. bắt đầu nó ổn 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 rồi sau đó sốt trở lại ừ. đó, thì đôi khi cái nhiễm siêu vi đó làm cho cái sức đề kháng của chúng ta yếu đi rồi nó sốt trở lại nó do vi trùng nó nhảy vào nó gây ra viêm nữa dạ. thì những trường hợp đó thì cũng nên đi khám hoặc là chúng ta có những dấu hiệu nhiễm trùng ví dụ như hồi nãy nói sốt không dứt ừ. môi khô lưỡi dơ lưỡi có bợn dạ. à, ăn uống không được lạc nhách miệng à. hoặc là cơ thể chúng ta thấy mệt mỏi quá kiệt sức à. ừ. hoặc là đêm thì ngủ không được luôn tại vì ho dữ quá mất ngủ thì là cũng làm cho cơ thể mình kiệt sức ừ. thì trong những trường hợp đó thì chúng ta nên đi khám và đặc biệt là em thấy em bé mà nó lười ăn Yeah. À, nó không có chơi vậy cứ nằm thêm thiết hoài yeah. như vậy thì chúng ta nên phải đi khám. Yeah. Yeah. Còn những trường hợp nhẹ nhàng chúng ta bị <laughs> cảm, chúng ta bị cúm, chúng yeah. ta bị viêm phế quản chỉ ho ho khạc chút đứt đàm yeah. mà cơ thể chúng ta vẫn sinh hoạt rồi có yeah. thể là bình thường thì đôi khi chúng ta tự nghỉ ngơi là có thể yeah. nó hồi phục. Yeah. Và nhắc tới cái chuyện mà tự nghỉ ngơi để tự yeah. hồi phục thì có một số yeah. tâm lý mọi người lại cứ ý, ý nói rằng là thế bệnh đâu có gì đâu mà khám, tôi yeah. nghỉ ở nhà thì nó vài ngày nó sẽ khỏi nhưng mà điều này cũng rất là quan trọng chúng ta phải để ý những triệu chứng trong người của mình khi mà có những cái dấu hiệu ổn thì chúng ta cần phải đi thăm khám kịp thời và cũng là các bệnh hô hấp như vậy thì viêm phế quản và viêm phổi được phân ừ. biệt như thế nào ạ? thì à, chúng ta như vừa trình bày cái phế quản là cái đường ống à, nó dẫn khí từ ở bên ngoài vào trong phổi của chúng ta à, và tận cùng của cái ống đó là cái túi khí nơi đó là nó có cái chức năng là biến cái oxy từ không khí này nó đưa vào trong máu, nó gọi là trao đổi khí và phía bên ngoài những cái túi khí đó là những cái phần gọi là mô kẻ ừ. cái phần thịt đó, à, nó giống như chúng ta có một cái đám rau, chúng ta ừ. có những cái ống nước là tưới yeah. tiêu tự động thì những ống nước trong đó để tưới tưới tiêu đó là những cái phế quản, còn cái đám rau phía trên đó là yeah. cái nhu mô phổi viêm phế quản là viêm cái ống đó thôi, ừ. còn viêm phổi là viêm cả một cái cái đám rào đó ừ. và cái viêm phổi thì đa phần là do vi trùng và nó có nguy hiểm hơn ừ. bởi vì từ cái nhiễm trùng của cái phổi đó nó có thể gây ra nhiễm trùng trong máu và nó yeah. gây ra nguy hiểm có thể tử vong còn viêm phế quản viêm cái đường ống đó, yeah. thì nếu mà nó không chạy vô thuốc ở trong phổi tức là không biến chứng ra viêm phổi <laughs> yeah. thì như lúc nãy vừa trình bày đa phần có thể nó tự khỏi. Yeah. Yeah. được cảm ơn bác sĩ và bây ừ. giờ chúng ta cùng đến với câu hỏi của các bạn khán giả. Yeah. À, chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của một người bạn gửi về cho chương trình với nội dung như sau viêm phế quản với viêm xoang à, khác ừ. nhau như thế nào thưa bác sĩ thì như lúc nãy vừa nói đó cái cái đường hô hấp người ta chia đường hô hấp dưới và đường hô hấp trên ừ. phía trên này đường hô hấp trên còn phía dưới này là gọi là đường hô hấp dưới đường hô hấp dưới trong đó có cái cái đường hô hấp là cái phế quản nhưng mà cái phổi người ta cũng gọi Được. là đường hô hấp dưới luôn thì cái viêm xoang á nó hay là viêm mũi dưỡng chẳng hạn nó cũng có những cái biểu hiện ban đầu giống giống như là viêm phế quản cũng có thể là à, ho cũng có thể là nghẹt mũi chảy mũi hắt xì ừ. à, mà nếu mà nhiễm trùng xoang nữa thì có dạ. thể là hỉ ra mũi vàng mũi xanh và có thể cảm giác nó đau nhất cái vùng mặt Đó. có thể sốt dạ. nhưng mà thường á thì cái đàm á thì chúng ta khạc ra thì bệnh nhân có những người viêm xoang phải nói là cái đàm này từ mũi nó chảy xuống cổ họng rồi người ta khạc ra còn viêm phế quản là cái đàm từ ở dưới phổi này nó trào lên người ta khạc ừ. ra như vậy hai cái bệnh lý này nó biểu hiện có thể gần gần giống nhau ban đầu nhưng mà bác sĩ hay là những nhân viên y tế người ta hỏi kỹ người ta ừ. có thể phân biệt là cái khúc trên mắc bệnh hay là khúc dưới mắc bệnh yeah. và cái bệnh viêm phế quản mà nếu mà chúng ta ừ. chỉ là người bình thường thì cấp tính thì đa phần nó, nó dễ khỏi còn viêm xoang thì nhiều khả năng có thể trở thành những cái ừ. viêm xoang mãn tính nếu mà yeah. cái tình trạng mà nghẹt ở trong cái xoang đó nó không được uh, giải phóng bằng cách là chúng ta rửa mũi cho kỹ vân vân thì vi trùng có thể nó động lại trong đó nhiều nó gây ra một cái tình trạng viêm xoang mãn tính. Dạ. Yeah. À, trong những ngày này thì tất cả chúng ta đều ừ. nhắc nhiều đến căn bệnh viêm đường hô hấp do virus corona gây ra. À. À, và căn bệnh này nó cũng khiến cho nhiều người tử vong ở Trung Quốc và trên thế giới. Và bên cạnh đó thì cũng có một căn bệnh nữa mà chúng ta cũng nghe nhắc nhiều đó là bệnh cúm mùa ừ. ở Mỹ khiến cho rất là nhiều trẻ em ở Mỹ tử vong. Ừ. Như vậy thì thì liệu rằng là không biết là hai căn bệnh này đối với căn bệnh viêm phế quản nó có liên quan gì với nhau hay không ạ? Thực ra cái phế quản là cái đường cửa ngõ khi để cho không khí ừ. từ bên ngoài nó đi vào trong phổi. Và nó mang vào rất là nhiều cái mầm ừ. bệnh khác nhau như vừa trình bày vi virus, vi trùng, vi nấm vân vân. Dạ. Thì corona cũng là một loại virus, cúm cũng là virus, rồi những cái loại cảm lạnh khác cũng do virus gây ra. Cho nên những cái, cái tác nhân đó ban đầu khi nó vào trong cơ thể mình thì có thể nó có những triệu chứng gần gần giống nhau. Ừ. Cho nên lúc đầu chúng ta cũng không phân biệt được đâu là cúm, đâu là cảm thường, đâu là corona hay đâu là viêm phế quản. Dạ. Nhưng tùy theo từng cái tác nhân gây bệnh khác nhau mà cái cái diễn tiến có thể khác nhau. À, cảm lạnh thì có thể nó nhẹ nhất. Rồi một số ít cảm lạnh nó gây ra phế quản viêm luôn. Cúm thì nặng hơn, cúm cũng gây ra viêm phế quản luôn. Ừ. Corona thì như chúng ta biết yeah. hiện nay thì nó đang là vấn đề coi như lo lắng nhất, yeah. nó nặng hơn cúm nhiều. Và nó đầu tiên nó cũng gây ra viêm ừ. phế quản. Cho nên nói tóm lại là có những tác nhân khác nhau, những cái mầm bệnh khác nhau nhưng mà biểu hiện trên cái ừ. đường phế quản có thể nó giống nhau ở trong giai đoạn đầu còn sau đó bắt đầu nó đi sâu vô trong phổi nó gây ra viêm phổi giống như, ừ. như corona có thể suy yeah. hô hấp tử vong cúm cũng có thể gây ra suy hô hấp yeah. tử vong cảm lạnh thì ít hơn dạ ừ. yeah. thưa quý vị chúng ta đã cùng đến với chương trình Sống khỏe Sống vui do công ty truyền thông Life Channel thực hiện với sự đồng hành của Hello bác sĩ và các bác sĩ chuyên môn đến từ Bệnh viện Học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và trong chương trình với chủ đề viêm phế quản ngày hôm nay chúng ta đã được lắng nghe những lời chia sẻ những kiến thức y khoa vô cùng hữu ích từ tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Như Vinh và chương trình ngày hôm nay của chúng tôi được diễn ra với hình thức tương tác trực tuyến khi tất cả quý vị khán giả theo dõi chương trình thì chúng ta hãy giúp cho chương trình chúng ta rất mong rất mong là tất cả quý vị hãy cùng share live stream này ra để cho nhiều tất cả quý vị khán giả chúng tôi được biết đến để cập nhật những kiến thức y khoa bổ ích và song song bên cạnh đó và nếu như quý vị có bất kỳ câu hỏi nào thì đừng ngần ngại nha hãy comment ở dưới đoạn live stream này bác niên sẽ chuyển tất cả những câu hỏi của tất cả các bạn gửi đến cho bác sĩ của chương trình để giải đáp tất cả những thắc mắc của các bạn và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi tiếp theo À, câu hỏi của một người bạn gửi về cho chương trình là phân biệt viêm phế quản do virus và viêm phế quản do vi khuẩn như thế nào thưa bác sĩ? Okay. thì đúng là nhiều cái bệnh lý đường hô hấp yeah. có thể do virus là virus <laughs> hoặc là vi trùng, vi trùng còn có cái tên <laughs> gọi là vi khuẩn. Yeah. Yeah. thì ban đầu nếu mà nó nhẹ nhẹ thì hai bên nó cũng giống y chang nhau và đôi khi nó có hiện tượng là ban đầu mình nhiễm con virus sức đề kháng mình nó yếu ừ. thì vi trùng nó nhảy vào nó yeah. bị luôn. Cho nên nhiều trường hợp là một người lúc đầu là bị do virus, sau đó là do ừ. vi trùng. Yeah. Nhưng mà do virus thì thường nó có những cái triệu chứng à, sốt thì hai bên cũng có. Ừ. Rồi sạc ra đàm yeah. Rồi à, ho. Ừ. Có thể là nhiễm virus đó, thì nó yeah. có, có tính chất là toàn thân hơn, bệnh nhân sẽ yeah. có cả cái triệu chứng là giống như mệt mỏi, đau nhức mình mẩy, ừ. nó gọi là ê ẩm mình mẩy hết. Yeah còn cái nhiễm trùng á nó mang tính chất khu trú hơn. Ví dụ như là viêm phế quản do vi trùng á thì triệu chứng thường nó nằm ở trên cái đường hô hấp ở trong phổi nhiều hơn. Và thường thường vi trùng á nó làm cho cái đàm của mình nó nó có màu nó đặc biệt hơn. Ví dụ như đàm nó đặc quá, đàm xanh, đàm vàng, khạc ra có mùi hôi thì thường đa phần là do nhiễm trùng. Còn sốt do virus thì có thể nó sốt nhẹ rồi nó hết, còn sốt do vi trùng mà nếu chúng ta không có điều trị kháng sinh thì đôi khi nó sốt càng yeah. ngày nó càng tăng 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 lên mm. Đó, và bệnh nhân có những biểu hiện nhiễm trùng à, trong y khoa gọi là vẽ mặt nhiễm yeah. trùng nhìn cái người mặt của bệnh nhân là đoán là người ta bị mm. nhiễm trùng môi thì khô lưỡi dơ yeah. lè lưỡi ra thấy nó có nhiều cái bợn bệnh nhân thì than đắng miệng mm. lạc miệng ăn cũng không được người thì mệt lạ yeah. có nghĩa là có những cái biểu hiện có thể giống giống nhau nhưng mà về mặt mức độ nặng thì vi mm. trùng nó nặng hơn virus hiện nay thì cái việc mà chúng ta chẩn đoán bệnh viêm phế quản được yeah. diễn ra như thế nào? Yeah. Với lại đối với những người mà khi mà họ cảm thấy nghi ngờ, họ mang những cái triệu chứng của bệnh yeah. viêm phế quản thì họ cần phải làm gì? Về mặt chẩn đoán viêm phế quản thì đa phần các bác sĩ sẽ khám và hỏi bệnh thôi. Thời gian mắc bệnh bao lâu rồi? Ví dụ như <laughs> dạ. là bị ho khạc đạm 3 tuần rồi mà chưa bớt thì yeah. bác sĩ sẽ nghĩ tới ở cái này không phải là một cái viêm phế quản bình thường do do virus mà có thể có biến chứng. Những trường hợp mà bác sĩ nghi ngờ có tình trạng yeah. nhiễm trùng, viêm phế quản do vi trùng hoặc là có kèm theo viêm phổi, thì người ta sẽ cho mình xét nghiệm máu yeah. để coi thì có tình trạng nhiễm trùng không. Mm. Rồi chụp hình phổi, coi thì có biến chứng gây ra viêm mm. phổi không. Yeah. À, còn nếu như thử máu thì thấy bình thường, <laughs> chụp hình phổi bình thường thì yeah. có thể một tình trạng viêm phế quản thông thường và đôi khi chúng ta chỉ điều trị đơn giản thì mm. có thể hết. Cái mà chúng ta hiện nay đang làm sai là lạm dụng kháng sinh. À, uh -huh. Nhiều bệnh nhân á có thể họ không đi khám. Yeah. Họ cũng không phải là tự ở nhà điều trị cho phục hồi mà họ rất là mong muốn là cái triệu chứng của mình nó mau hết thì cứ ra tiệm thuốc tây. Uh -huh. Và ra tiệm thuốc tây thì người ta yêu cầu là phải bán cho người ta kháng sinh. À, uh -huh. cái việc sử dụng kháng sinh để điều trị viêm phế quản thì có đúng có sai. Đúng là nếu như chúng ta có tình trạng nhiễm trùng như nãy giờ bác sĩ trình bày đó, uh -huh. nó có một số cái dấu hiệu để nghĩ là bệnh nhân nhiễm trùng khi đó cho kháng sinh là đúng nhưng mà nếu mà chỉ là nhiễm siêu vi thông thường thì kháng sinh nó ừ. không không có tác dụng gì cả mà mình mua kháng sinh mỗi lần mình bị cảm mỗi lần mình bị viêm phế quản mình mua kháng sinh mình uống như thế thì có thể tạo ra một cái môi trường gọi là đề dọa dạ. kháng sinh dạ. Dạ. như vậy thì khi mà có những cái triệu chứng của bệnh viêm phế quản thì người bệnh họ cần phải có những động thái dạ. như thế nào ạ thì nếu mà chúng ta có ho có sốt có khạc đàm có dạ. khó thở nếu mà nhẹ nhẹ và khoảng chừng 5 ngày mà nó đỡ rồi thì thôi, không cần phải đi khám. Nhưng mà nếu mà quá 7 ngày hoặc đôi khi quá 10 ngày mà triệu chứng nó không đỡ, ừ. à, hoặc là chưa tới cái mức đó trong 5 ngày thôi nhưng mà bệnh càng ngày nó càng nặng lên, đàm từ ban đầu nó màu trắng sau đó ra đục ừ. rồi nó hôi hoặc là đặc biệt là khi mà chúng ta ho thì một số ít người có thể ho ra máu. Và ở Việt Nam mình Viêm phế quản cũng có thể ho ra máu nhưng mà ừ. ho ra máu mà đơn thuần chỉ do nguyên nhân viêm phế quản thì nó rất ít. Nhưng ừ. mà ở Việt Nam mình cứ ho mà có máu á, ừ. là cái nguy cơ bị lao rất là cao cho nên yeah. bắt buộc phải đi khám. Yeah. Cái uh, nguy cơ bị ung thư nữa, nếu mà những người lớn tuổi thì ho ra máu cũng có thể do ung thư. Yeah. Cho nên nếu mà chúng ta có những biểu hiện đường hấp mà có chuyện mà ho ra máu bắt buộc phải đi khám. Ừ. Chúng ta có đau ngực. À ví dụ như chúng ta hít thở ho quá chúng ta thấy đau rêm hết mấy cái cơ thì cái đó cũng bình thường thôi nhưng mà khi ừ. chúng ta hít thở chúng ta thấy nó đau ừ. từ phía sau là nó đau lói lên trên lưng người ta gọi là đau kiểu màng phổi dạ. thì có thể gây ra viêm phổi và viêm cái màng phổi dạ. nó đau như thế thế thì cần phải đi khám để để chẩn đoán và điều trị bởi vì những trường hợp viêm đó là do vi trùng dạ. uh, hoặc là do lao mà chúng ta bỏ sót thì nguy hiểm hoặc là người ta thấy rằng uh, cái triệu chứng giống như là bị viêm phế quản mà nó kéo dài quá ừ. trên 3 tuần mà không ổn hoặc là nó có những biểu hiện ví dụ như là ăn uống không ngon sụt ký chiều chiều thấy gai gai lạnh ở nước mình coi chừng mình lao nữa đôi khi chúng ta nhầm lẫn là yeah. một cái bệnh viêm phế quản thông thường. Yeah. Thưa quý vị, chúng ta đã cùng đến với những lời chia sẻ của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Như Vinh đến từ bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh về căn bệnh viêm phế quản, một trong những căn bệnh mà chúng ta thấy là vẫn dễ thường bắt gặp trong những ngày này khi mà thời tiết vào mùa xuân thì khí hậu trở nên rất là ẩm. À, chính vì vậy mà khi mà chúng ta đã biết được những cái nguyên nhân những cái triệu chứng rồi thì điều quan trọng nhất là chúng ta cần phải theo dõi về những cái dấu hiệu trên cơ thể của mình khi mà chúng ta cảm thấy cơ thể mình bất ổn thì chúng ta hãy đi thăm khám để các bác sĩ can thiệp kịp thời và ngày hôm nay chương trình của chúng ta được diễn ra với hình thức tương tác trực tuyến nên hầu như tất cả những câu hỏi chúng tôi vẫn ưu tiên dành cho tất cả quý vị khán giả xin mời quý vị chúng ta nếu có câu hỏi nào thì có thể đặt câu hỏi dưới cái phần comment này và đi sẽ chuyển câu hỏi dành cho bác sĩ chương trình và bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin đáng chú ý từ căn bệnh viêm phế quản với những lời chia sẻ y khoa rất hữu ích từ tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Như Vinh. Thế bác sĩ, bệnh viêm phế quản hiện nay thì được điều trị như thế nào ạ? À Cái bệnh viêm phế quản nó giống như là cảm cúm hay cảm lạnh. Đa phần á, là chúng ta chỉ điều trị hỗ trợ thôi. Ừ. Nghỉ ngơi là chính. Ừ. Uống nhiều nước. À, bởi vì khi chúng ta uống nhiều nước thì À, cái cái dịch tiết ở trong đường hô hấp của mình nó loãng ra để chúng ta khạc ra. Chúng ta khạc ra được thì nếu ừ. mà vi trùng virus nó có trong đó nó cũng ra bớt một phần đó, ừ. đỡ phải gây ra những biến chứng về sau. Rồi chúng ta ăn uống ừ. gọi là rau cải rồi nhiều vào. Yeah. Và chúng ta dùng thuốc gọi là điều trị triệu chứng. Ừ. Chúng ta có thể uống thuốc hạ sốt, nhức đầu quá ừ. uống thuốc giảm nhức đầu. Ừ rồi chúng ta uống thuốc uh, loãng đàm cho dễ khạc đàm hay là ban đêm ho dữ quá thì bác sĩ có thể cho thuốc yeah. ho để cho ngủ cho nó uh, yên giấc để làm cho cái, mm. cái sức khỏe mình nó tốt hơn. Một số trường hợp những bệnh nhân mà có nguy cơ cao. Ví dụ như chú nói bị hen suyễn, những người bị viêm phế quản mãn tính, những người uh, bị giãn phế quản, những người bị mm. bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì cái tình trạng viêm phế quản này có thể làm nặng lên những cái bệnh mãn tính của họ. Mm và nếu mà trong khi chúng ta nhiễm cái con ra viêm phế quản thông thường sức đề kháng yếu xuống chút mà gây ra nhiễm trùng thì mấy cái bệnh kia nó nặng lên <laughs> yeah. thì đôi khi bác sĩ sẽ cho cái thuốc kháng sinh à, chứ không phải ai cũng cần dùng <laughs> kháng sinh cả à, chỉ trên đó <laughs> điều trị đơn giản vậy <laughs> thôi chứ không có những cái phương pháp điều trị gọi là cao cấp tốn <laughs> kém yeah. gì cả đối với lại cái căn bệnh viêm <laughs> phế quản này yeah. chúng ta cùng tiếp tục đến với câu hỏi của các bạn khán giả. À, câu hỏi của các bạn gửi về cho chương trình với nội dung như sau: Dùng thuốc xịt mũi chống ho có tốt hay không thưa bác sĩ? À, cái ho là một cái biểu hiện của đường hô hấp ừ. do rất là nhiều bệnh khác nhau. À, viêm mũi cũng ho, viêm xoang cái dịch tiết nó chảy xuống à, phía sau mũi nó chảy xuống họng cũng gây ra ho, viêm phế quản cũng ho, hen suyễn cũng ho, bệnh phổi tắc nghẽn mẫn tính cũng ừ. ho, kể cả cái bệnh trào ngược dạ thực quản chúng tôi gặp ừ. rất là nhiều tại phòng khám hô hấp chỉ vì cái đường đường tiêu hóa thôi. Ừ. Mà nó ho hoài người ta đi tới khám hô hấp. Như vậy ho là biểu hiện của rất là nhiều bệnh khác nhau. Cho nên cái chính là chúng ta phải đi kiếm thử ho đó là do cái chỗ nào, cái bệnh lý phần nào. Nếu mà ho do bệnh lý viêm mũi đa phần là hiện nay cái viêm mũi dưỡng nó rất là nhiều. Đã. Thì chúng ta dùng thuốc xịt mũi để trị cái viêm mũi dưỡng thì nó sẽ bớt ho. Đã. Nhưng mà nhiều khi ho đó là do bệnh bao tử thì chúng ta uống thuốc bao tử nó lại hết ho. Yeah hoặc là những người lớn tuổi á, họ hay uống cái thuốc mà cao gáp thì có ừ. một cái nhóm thuốc gọi là thuốc ức Lâm. chế men chuyển nó tác dụng phụ là cây ho như vậy câu hỏi của cái vị khán giả đây là dùng thuốc xịt mũi để ừ. ho để trị ừ. ho thì thật ra đó là người ta đang trị cái ho do cái viêm mũi ừ. à, đặc biệt là viêm mũi dưỡng yeah. thì nói về thuốc xịt mũi để trị viêm mũi dưỡng thì nó có hai cái nhóm chính một cái nhóm là chống ngạt mũi mình đang ngạt mũi mình xịt vào cái nó chút xíu hết ngạt mũi liền Ừ. thuốc đó rất là hay và nhiều người đang làm dụng cái thuốc đó thì cái đó là không được thuốc đó tối đa chỉ sử dụng 5 tới bảy ngày thôi bởi vì cái thuốc đó làm cho mạch máu mình nó co lại nó làm cho mình bớt nghẹt mũi ừ. nhưng mà nếu mà chúng ta cứ xịt hoài cái mạch máu nó co hoài co thì hả? nó không có máu nuôi dạ. tới cái niêm mạc mũi thì nó dạ. làm hư cái mũi thêm nhưng mà cái thuốc gọi là cọt cái quýt là thuốc xịt mũi dạng chống viêm thì những người viêm mũi dẫn thì nó viêm hoài à, thì dùng cái thuốc chống viêm nó thì sẽ làm bớt viêm thì sẽ bớt ho ừ thì trong trường hợp đó thì cái thuốc này á nó có thể sử dụng quanh năm à. cho nên có nhiều người nói là tại sao cái người này xịt mũi quanh năm được cái này bác sĩ dặn tôi chỉ xịt ừ. có 5 ngày hay 7 ngày thôi tùy theo cái nhóm thuốc yeah. cho nên nếu mà quý vị khán giả này thấy rằng xịt mũi nó đỡ ho thì có thể là ừ. bệnh viêm mũi thôi và coi yeah. thì nên đi hỏi nhân viên y tế thì cái thuốc mình đang xịt ừ. đó là thuốc chống nghẹt mũi hay là thuốc chống viêm bởi yeah. vì hai cái kiểu chúng ta dùng sẽ khác nhau À, xin được cảm ơn những thông tin từ uh, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Như Vinh và chúng ta cùng tiếp tục đến với câu hỏi tiếp theo và đây là câu hỏi của các bạn khán giả gửi về với nội dung là khi bị ho hay sổ mũi nhiều người hay dùng dầu gió để xoa mũi xoa trán à, có khi thì còn pha loãng với nước nóng để uống như vậy thì điều này có tốt hay không? Thực ra cái chứng uh, cảm lạnh rồi cúm hay là viêm phế quản đó ừ. nó có nhiều cái bài thuốc dân gian, gian. Ừ. ở mình cũng có và ở nước ngoài người ta cũng dùng những cái đó người ta trị nó cũng đỡ bởi vì mình có thể mình không trị gì nó cũng yeah. từ từ nó hết thì người ta thấy rằng á, mỗi người nó một cái đáp ứng khác nhau có người dùng dầu gió tôi cũng có rất là nhiều bệnh nhân có người thì nói ở à, yeah. loại dầu này thì tốt có người khác thì khen ở à, cái dầu mm. này tốt hơn thì cái đó là cảm nhận của mỗi người và chúng ta sức dầu thì cũng có lẽ cũng không có làm hại thêm mm. cho nên chúng ta có thể sử dụng tuy nhiên nếu mà những người bị hen suyễn chẳng hạn mà bị dưỡng với cái mùi dầu đó <laughs> à, thì sức vô thì ừ. có thể gây ra co thắt cái đường thở ừ. thì nguy hiểm nhưng mà đa phần bệnh nhân sẽ biết được là cái nào tốt cho mình cái nào không tốt mình sức vô mình thấy không ổn là lần sau mình yeah. không không có dùng dầu đó nữa còn nhiều cái biện pháp khác nhau thì cũng chẳng có một cái nghiên cứu nào nói là ờ cái nào là tốt nhất người ta ừ. thấy có thể ăn tỏi nó cũng đỡ ừ. người ta thấy có thể uống nước chanh hoặc là chúng ta thấy là à, cho khi mà chúng ta ăn cay thì chúng ta bị chảy mũi thì người ta thấy rằng nếu mà chúng ta dùng những cái thức ăn mà có dạ. tiêu chẳng hạn thì nó cũng làm cho cái đàm ừ. nó loãng loãng ra à, chúng ta dễ kẹt yeah. cho nên có nhiều cái bài thuốc dân gian, gian khác nhau mà chúng tôi ừ. nghĩ rằng chúng tôi cũng không có một cái lời khuyên gọi là cái nào là <laughs> dạ. tốt hơn cái nào bác sĩ đông y có thể dạ. lành hơn nhưng mà những cái đó nó cũng không có hại thì anh chị có thể thử ừ. và cái nào thấy hợp cho mình thì lần sau mình có thể áp dụng tiếp. À, Căn bệnh uh viêm phế quản này có được chữa khỏi hoàn toàn hay không ạ? À? Với lại nếu như có những cái trường hợp mà người mắc bệnh rồi thì họ cần làm gì để chậm diễn tiến của bệnh? Nha. Yeah. Cái viêm phế quản mà cấp á, một người ai cũng có thể bị hết á, thì không chữa gì hết, nó cũng hết. Trừ trường hợp có biến chứng gây ra viêm phổi ừ, mà không yeah. chữa thì có thể tử vong. À. Còn viêm phế quản mãn tính như vừa trình bày, đa phần xảy ra ở những người hút thuốc lá, những người làm việc trong cái môi trường ô nhiễm. À. Thì viêm phế quản mãn tính đó là người ta cứ khạc đàm kéo dài ít nhất là 3 tháng mỗi năm hay năm liên tiếp và những trường hợp đó thì cho tới bây giờ cũng không có thuốc gì để chữa dứt được hết nó là mãn yeah. tính rồi những yeah. gì mà có cái chữ mãn tính ngày xưa mà chúng ta nói là mãn nhưng bây giờ gọi là mạng thì đúng hơn viêm phế quản mãn tính thì chúng ta không có chữa được nhưng mà làm sao để giảm đi đừng cho nó diễn tiến càng ngày càng nặng hơn thì chúng ta phải cắt cái nguồn mà gây ra nó. Ví dụ như những người hút thuốc lá mà viêm phế quản mãn tính, yeah. thì nên nghỉ thuốc lá. Nếu mà chúng ta tiếp tục hút thuốc lá thì cái viêm phế quản mãn tính đó nó chuyển qua là tắc nghẽn mãn tính ừ. khi đó bệnh nhân sẽ khó thở nhiều hơn, ừ. chất lượng cuộc sống kém hơn và tử vong dễ dàng hơn. Rồi chúng ta phải sống trong môi trường gọi là sạch sẽ để đỡ ừ. phải bị nhiễm mấy cái con vi trùng có thể gây ra đợt nặng lên của những trường hợp viêm phế quản mãn tính. Rồi chúng ta phải tự gọi là tăng cường sức đề kháng, ăn uống yeah. hợp lý, ngủ nghỉ hợp lý, tập thể dục. <laughs> ờ, đó Như là Vậy thì cái phê. chế độ ăn uống ừ. và cái chế độ sinh hoạt của người bệnh viêm bị phế quản thì họ cần phải làm như thế nào ạ? Những người viêm phế quản cấp tính thì như vừa trình bày phải cần uống nhiều nước, yeah. ờ, có thể là ăn nhiều trái cây và quan trọng là phải nghỉ ngơi, à, là nghỉ ngơi thì và thêm một cái nữa là để tránh lây cho cộng đồng, bởi vì viêm phế quản đa phần là do virus đó à, à, nó mà. lây cho người khác thì mình nếu mà mình bị thì nên ở nhà rồi khi nào mà hết sốt khoảng 24 tiếng <laughs> họ mình đi thì nó dạ. ít lây ra bên ngoài. Còn cái cách mà phòng ngừa đừng cho cái viêm phế quản của người này lây qua người ừ. khác thì nó giống như lâu nay chúng ta đang nói về corona đó là đeo, đeo khẩu trang, rồi vệ <laughs> sinh tay. Dạ. Tại vì những tác nhân virus ừ. mình được hô hấp thì dạ. nó lây giống giống nhau. Còn những người mà viêm phế quản mạng tính á, thì ăn uống thì nó cũng giống như một cái người ừ. thông thường thôi bình thường thôi bởi vì cái đó là nó xảy ra mãn tính đối với họ rồi người ta ăn uống làm sao để cho có sức khỏe tốt hợp lý cân bằng tập thể dục đừng cho béo phì ừ. đừng cho suy dinh dưỡng bởi vì cái đó nó có thể làm cho sức đề kháng mình yếu mà cái đường thở cái đường phế quản này nó viêm sẵn rồi nó mãn tính rồi ừ. thì dễ bị đạn lại đàm nhất trong đó yeah. và dễ cái, cái, cái con vi trùng virus nó dễ bám vào và nó gây ra yeah. bệnh thì một số trường hợp á nếu mà khạc đàm hoài thì chúng tôi hay khuyên bệnh nhân có cái phải giống như mình tập thể dục cái phổi mình để làm sao có bao nhiêu đàm mình khạc ra, mình khạc mỗi ngày chứ không phải là mình để cho nó nặng lên, ừ. nó nhiễm trùng thì khạc ra thì nó cũng nặng rồi phải uống thêm thuốc. Nhưng bình thường chúng ta hay khạc đàm thì chúng ta phải tập để cho khạc đàm mỗi ngày. Uống nhiều nước, vỗ lưng. À, vỗ ừ. lưng để cho nó rung 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 đó thì đàm nó lại nó long ra và nếu được thì tới những cái phòng vật lý trị liệu hấp còn không đó, thì chúng tôi hay khuyên bệnh nhân là chống cái chóc cái đầu mình xuống rồi nhờ ai đó vỗ vỗ vỗ, vỗ cái lưng thì yeah. cái đàm lúc đó nó sẽ ra cái vùng cổ mình rồi Rồi mình khạc ra ngày nào mình cũng khạc ra chút mình khạc ra chút uh -huh. thì đàm nhất nó không đồng lại và ít có nguy cơ bị nhiễm trùng nhiễm virus gây ra những cái đợt cấp Yeah, được cảm ơn bác sĩ thưa quý vị chúng ta đã cùng đến với buổi talk show trực tuyến chương trình sống khỏe sống vui với chủ đề bệnh viêm phế quản và thời lượng trong chương trình ngày hôm nay cũng không còn nhiều nữa nên chúng tôi sẽ ưu tiên những câu hỏi dành cho tất cả quý vị khán giả gửi về cho chương trình à, các bạn có những thắc mắc nào mà liên quan đến các bệnh viêm phế quản thì đừng ngần ngại nha ngay lúc này thì chúng ta có thể đặt câu hỏi bằng cách là comment dưới cái livestream này Và nên sẽ chuyển câu hỏi của các bạn dành cho bác sĩ của chương trình ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã có được những cái thông tin kiến thức y khoa rất bổ ích về căn bệnh viêm phế quản và chúng ta cũng đã biết được những ừ. dấu hiệu những triệu chứng để qua đó chúng ta phải can thiệp kịp thời bảo vệ sức khỏe chúng ta mang đến chất lượng cuộc sống tốt hơn như vậy thì đối với căn bệnh viêm phế quản này thì chúng ta đã hiểu được mức độ của bệnh gây ra rồi vậy thì có cách nào mà trong cuộc sống hàng ngày chúng ta có thể phòng ngừa để không ừ. bị mắc căn bệnh viêm phế quản hay không ạ? À đây là một cái bệnh lý à, đa phần ừ. là gây ra từ virus rồi vi trùng yeah. thì cái cách một á, là chúng ta làm sao đừng cho những cái tác nhân đó xâm nhập vào yeah. thì hạn chế tới những cái chỗ ừ. à, đông người yeah. hoặc là mình biết là ai đó đang bị ừ. cúm đang bị cảm lạnh, đang bị viêm phế quản thì có khả năng <laughs> lây cho mình thì mình yeah. có những cái biện pháp mình ừ. là đeo khẩu trang hay tránh tiếp xúc uh, qua tay yeah. chẳng hạn thì đó là cái cách chúng ta tránh những tác nhân xâm nhập bên ngoài. Hoặc là chúng ta đi chích ngừa, chích ngừa cúm, chích ngừa viêm phổi. Mm. Chích ngừa cúm thì mọi người đều có uh, gọi là nên đi chích ngừa, còn chích ngừa viêm phổi thì những đối tượng đặc biệt thôi, chứ không cần phải mọi người. Mm. Yeah. Bởi vì chúng ta chích ngừa như thế thì lỡ mà bị mm. lây thì chúng ta cũng có cái gọi là cái uh, cơ chế nó bảo vệ, tránh cái tác nhân đó nó vào nó gây ra bệnh luôn. Mm thì đó là chúng ta ngăn chặn đừng cho cái kẻ thù nó vào trong cơ thể chúng ta và số 2 chúng ta phải tự nâng cao cái sức khỏe của mình ừ. ăn uống rồi tập thể dục rồi ngủ nghỉ điều ừ. độ như vừa trình bày yeah. thì chỉ đơn giản là như thế thôi ừ. yeah. à, xin được cảm ơn bác sĩ và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những câu hỏi cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay đến từ những người bạn gửi về câu hỏi là dùng nước sông nấu sông à, nóng nấu với các loại lá để trị ừ. bệnh viêm phế quản có tốt hay không thực ra thì yeah. cái câu trả lời thì tôi không rành tôi không biết yeah. à, chúng ta biết là khi chúng ta cảm thì chúng ta xong xong <laughs> lá à, xong lá rồi bỏ mấy yeah. cái tinh, tinh dầu vào ra. thì à, bản thân tôi thì cũng có làm chuyện đó thì thấy sau khi nó ra mồ hôi thì nó ừ. cũng khỏe lên yeah. nhưng mà à, bên Tây y thì người ta thấy rằng nếu mà một phương pháp điều trị nào đó mà muốn nói là có hiệu quả hay không phải làm nghiên cứu để cho tất cả những người mà bị cảm đó, nữa thì xong, nữa không xong rồi coi tới yeah. hai bên rút ngắn được thời gian mắc bệnh bao lâu yeah. mới có được cái câu trả lời chính xác. Tuy nhiên, chúng tôi thấy rằng những cái biện pháp dân gian như vừa trình bày á, cái cái khả năng mà nó gây hại cho mình nó không có cái gì gây hại hết, yeah. cho nên chúng ta có thể thử. Còn nó lợi được bao nhiêu thì chúng tôi cũng không dám nói bởi vì nó yeah. chưa có những cái bằng chứng rõ ràng. À, như vậy cái cách. Những cách dân gian, gian ông bà mình đã làm từ xưa tới nay Mà chúng ta nghĩ rằng ừ. Cái cách đó không quá nguy hiểm Ví dụ như chúng ta xong nồi nước xong Mà chúng ta cái nguy hiểm nhất là có thể bị phỏng Động. Nếu Chúng ta kiểm soát được chuyện <laughs> dạ. đó thì chúng ta có thể làm dạ. Hoặc là những người không phải Những người bị xuyển chẳng hạn Vô trùm mền kín mít để dạ. xong Thì đôi khi nó ngạt thở trong đó Thì cũng nguy hiểm dạ. cho nên Cái cách đó có thể dạ. người này rất là tốt Nhưng người kia có thể không tốt Cho nên không có thể áp dụng đại trà Dạ cảm ơn bác sĩ và chúng ta cùng tiếp tục đến với câu hỏi của các bạn khán giả gửi về cho chương trình à, khán giả năm nay 40 tuổi đã nghiện thuốc lá nhiều năm Dạo gần đây à, ho nhiều à, muốn cai thuốc lá nhưng khó quá à, phải làm sao thưa bác sĩ thật ra cái việc mà cai thuốc lá thì à, nếu người ta nghiên cứu thấy rằng á phải gặp được nhân viên y tế thì ừ. cái khả năng thành công nó mới cao hơn và nhân viên y tế cũng phải biết cách tư vấn nữa à, ví dụ như là với à, quý vị khán giả đây nghiện thuốc á, thì bác sĩ hay là những nhân viên y tế khác phải biết được là cái nghiện thuốc lá này là nghiện cái hành vi có nghĩa là cái thói quen hút thuốc lá của người đó hay là nghiện cái chất nicotine à, ví dụ như buổi sáng mới thức dậy mà phải lật đặt đi kiếm đi thuốc để hút như vậy đó là một cái hành vi một cái kiểu nghiện cái chất nicotine ừ. ở trong thuốc lá ban đêm mình ngủ mình không có hút cho nên cái nồng độ nicotine nó hạ xuống và mới thức dậy một cái là đòi hỏi chúng ta phải nạp nicotine ừ. vào thì cái cách tư vấn cái cách để cai thuốc lá có thể khác bác sĩ có thể phải cho những cái miếng dán nicotine thay thế hoặc là cho à. nhai cái viên nicotine đó yeah. nhưng mà nếu như cái người bệnh này mà họ nghiện cái kiểu khác ví dụ như buổi sáng thức dậy uống cà phê thì mới hút thuốc lá 7 ừ. giờ uống thì 7 giờ hút 10 giờ mới uống cà phê 10 giờ mới hút thuốc lá như vậy họ không nghiện cái chất nicotine mà họ nghiện cái hành vi thôi hay là uống cà phê thì hút thuốc lá ừ. thì lúc đó bác sĩ phải nhận diện ra ở à, như vậy chúng ta phải điều chỉnh lại đừng ừ. uống cà phê hay là chúng ta đừng có qua <laughs> ra cái quán đó ra quán đó có thói quen hút thuốc lá như vậy ừ. người ta gọi là cai cái hành vi ừ. vậy tôi khuyên là đối với vị khán giả này nên gặp những cái nhân viên y tế ừ. mà biết cái cách để tư vấn cai thuốc ừ. lá và biết cách uh, khi nào thì dùng những cái thuốc hỗ trợ ừ. thì ừ. khi đó cái khả năng thành công mới cao hơn nhưng mà cái điều quan trọng nhất của một cái gọi là cuộc cai thuốc lá thành công là cái quyết tâm của cái người yeah. đó nếu họ chưa yeah. quyết tâm thì bác sĩ có dùng yeah. đủ mọi cách cũng không thể nào mà giúp ích được ừ. nói chung là bản thân mình cũng phải cần cố gắng thật nhiều thì mới làm được điều đó đúng đấy. rồi nhân viên y tế chỉ yeah. hỗ trợ thêm yeah. Yeah. thưa quý vị và chúng ta chỉ còn một câu hỏi nữa thôi thời lượng của chúng ta không còn nhiều nữa nên chúng tôi sẽ cùng đến với một câu hỏi nữa trước khi chúng ta cùng đến lưu ý của bác sĩ ngày hôm nay dành cho tất cả quý vị đối với căn bệnh viêm phế quản À, trong thời gian gần đây thì nhất là à, tiết trời của chúng ta ẩm thấp thì à, chúng ta dễ dàng mắc phải căn bệnh viêm phế quản mặc dù không phải là một căn bệnh quá nguy hiểm nhưng cũng sẽ gây ra rất là nhiều những ừ. điều bất lợi nếu như chúng ta không phát hiện kịp thời và không điều trị kịp lúc à, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi cuối cùng ngày hôm nay trước khi đến với lưu ý của tiến sĩ bác sĩ nguyễn như vinh dạ yeah. à, một câu hỏi liên quan đến việc mà chi phí điều trị bệnh viêm phế quản hiện nay như thế nào ạ à thực ra nói về chi phí thì nó không có nhiều à, phần lớn chi phí quản là tự khỏi như vừa trình bày hoặc là những ừ. cái thuốc mà long đàm những thuốc hạ số ừ. giảm nhức đầu thì nó cũng không có mắc tiền trừ những trường hợp những người có những cái bệnh nền trong yeah. phổ trước đó thì bác sĩ đôi khi phải dùng những kháng sinh nhưng mà cái thời gian dùng kháng sinh mà chúng ta dùng đúng từ 5 tới bảy ngày thôi không có dùng nhiều cho nên tổng chi phí điều trị cũng không có cao ừ. À, như vậy cái bệnh lý này một cái bệnh lý tương đối nhẹ nhàng chỉ lưu ý cho những trường hợp mà đặc biệt và cái điều trị thì không có quá tốn kém. Cho nên nếu mà chúng ta thấy là diễn tiến nó không có thuận lợi, bệnh cái triệu chứng không giảm mà càng ngày nó càng nặng hơn hoặc là chúng ta cảm thấy là có những dấu hiệu gì đó nó hơi khác lạ quá, ví dụ như ho ra máu chẳng hạn thì cần tới gặp bác sĩ để người ta loại những cái bệnh lý khác. Còn khi đã được chẩn đoán là bệnh viêm phế quản thì chúng ta an tâm đây là một cái bệnh lý tương đối nhẹ và vấn đề điều trị thì rất là ít tốn kém, <laughs> dạ. nó, nó tương đối rẻ tiền. Dạ. Bởi vì thời lượng chúng ta ngày hôm nay không còn nhiều nữa nên chúng tôi sẽ đến với những câu hỏi cuối cùng của các bạn khán giả. À, xin mời câu hỏi tiếp theo. Người bệnh viêm phế quản đã chữa khỏi rồi thì có tái phát bài dạ. hay không ạ? À? À, cái bệnh viêm phế quản ừ. như vừa trình bày đó là cái loại mà cấp tính đó, thì dạ. bất kể khi nào mình mình gặp những cái con virus vi trùng mà nó xâm nhập vào trong cơ thể mình mà trong cái thời điểm đó mình sức khỏe của mình đang yếu thì mình có thể ừ. bệnh dù mới ngày hôm trước mình bệnh mình hết ừ. rồi thì những lần sau mình gặp lại con đó mình vẫn bệnh như ừ. thường nó không có miễn nhiễm à, ừ. như vậy chúng ta có nhiều cơ hội tiếp xúc với lại virus vi trùng thì chúng ta dễ bị cái căn bệnh này còn những người mà bị mãn tính thì như nó rồi nó không hết cho nên <laughs> yeah. nó không có việc mà tải yeah. lại chỉ có một cái là những người mãn tính thì có thể nó đang êm êm rồi lâu lâu nó gặp những cái tác nhân gây bệnh ừ. nó vô những đợt cấp thì thì đo phải dùng kháng sinh phải đo mà yeah. đi khám rồi sau khỏi cái đợt cấp đó nó cũng êm êm lại lúc nó vẫn còn bệnh Rồi lâu yeah. lâu nó có những đợt cấp yeah. như thế thì những người yeah. bệnh mãn tính thì bác sĩ rất là mong muốn điều trị làm sao đừng cho vào đợt cấp chứ còn ừ. mà điều trị cho dứt điểm luôn thì không có. Yeah. À, chúng ta cùng tiếp tục đến với câu hỏi của các bạn khán giả gửi về cho chương trình với chủ đề viêm phế quản khi nào thì biết là đã bị ung thư phế quản nha, yeah. yeah. cái um, cái chẩn đoán mà ung thư phế quản hay ung thư phổi á, hay là mọi cái ung thư khác nó tương đối là gọi là khó khăn. Mm. khi mà nói tới ung thư á, là phải có cái bằng chứng gì đó trong tay thì mm. nhân viên y tế mới dám nói mới khẳng định ung thư bởi vì chúng ta chỉ cần chặt một chút xíu là nó để lại hậu quả rất là nghiêm trọng. Yeah. cho nên thường chẩn đoán ung thư người ta phải có lấy được cái tế bào trong đó. À, ví dụ như là phế quản nó có khối u thì người ta nội soi người ta bấm một miếng nó gọi là sinh thiết, thiết. Yeah. rồi đi xét nghiệm thấy có tế bào ung thư thì mới chẩn đoán là được ung thư phổi tuy nhiên ung thư phổi với ung thư quản cũng gần giống nhau tuy nhiên cái chính là chúng ta phải nhận biết ban đầu để chúng ta đi khám kịp thời yeah. thì ho ra máu là một trong dấu hiệu là chúng ta phải đi khám ngay Thật ra lúc đó nó cũng trẻ rồi chứ không phải là sớm đâu yeah. là, nhưng mà đừng có trẻ quá yeah. ho ra máu ở Việt Nam một là lao hai là ung thư còn ba là những nguyên nhân khác như chúng yeah. tôi vừa trình bày viêm phế quản cũng có nhưng mà số đó hiếm rồi rồi uh, nếu mà được nữa thì người ta gọi là đi tầm soát ung thư à. thì hiện nay cái cách mà để tầm soát ung thư phổi ung thư phế quản tốt nhất á, là phải chụp ct liều thấp mỗi năm à. cái đó nó cũng chưa phổ biến tại việt nam bởi vì chúng ta chụp ct bình thường mà mỗi năm chúng ta đi chụp ừ. năm nào chúng ta cũng đi chụp á, thì cái lượng tia ít nó đi vào trong người mình nó cũng tương đối nhiều mà cái tia ít thì chúng ta dính cái tia đó nhiều nó cũng không tốt ừ. à. cho nên người ta dùng cái liều nó thấp chút xíu để chỉ, để chúng ta có thể kiểm soát được cái phổi nhưng mà chúng ta ít ăn cái tia ít thì hiện nay một số nơi cũng bắt đầu có chương trình tầm soát ung thư phổi bằng cái cách đó thì ừ. đó là cái cách mà chúng ta đi làm khi mà chúng ta chưa có gì hết yeah. còn những người mà có những dấu hiệu báo động như là khạc ra tí máu thì nên đi khám liền yeah. Yeah thưa quý vị chúng ta đã cùng đến với những lời chia sẻ của tiến sĩ bác sĩ nguyễn duy vinh và bây giờ chúng ta cùng tiếp tục đến với một câu hỏi nữa có khi nào vừa bị viêm phế quản vừa bị nhiễm virus corona hay không thưa bác sĩ <laughs> ý là có nghĩa là đang có những cái triệu chứng của bệnh viêm phế quản và bị mãn tính hay cấp tính gì đó thì có có phải là người dễ mắc bệnh corona hơn hay không thật ra thì như vừa nói con corona cũng là con Ai? virus gây ra viêm đường hô hấp cho nên khi mà chúng ta bị nhiễm cơn corona thì à. đầu tiên có biểu hiện giống như là viêm phế quản thôi. Yeah. Cho nên chúng ta cũng không cần phân biệt là ở viêm phế quản này mm. là vừa corona mà vừa con mm. khác. Dạ. Yeah. Tại vì có thể một lúc nhất là cái cảm lạnh đó, một lúc có thể rất là nhiều loại virus mm. khác nhau và người ta cũng không cần phải xác định chính xác là cảm lạnh này do cái loại virus gì. Mm. Như vậy cái câu hỏi này á là như mc bá thiên nói là ở có thể chúng ta đang bị viêm phế quản bị nhiễm cái con virus thông thường. Ừ. Rồi sức đề kháng chúng ta yếu ừ. thì con corona nó vào nó gây luôn yeah. thì chuyện đó cũng có thể xảy ra hay là yeah. những con khác cũng có thể nhảy vào yeah. cùng một lúc bởi vì nó gọi là nhiễm trùng cơ hội ừ. khi mà sức đề kháng yếu thì nhiều cái tác nhân khác nó nhập vào chúng ta yeah. không có sức năng yeah. khả năng chúng ta chống đỡ thì còn bình thường nó cũng chạy vào nhưng mà chúng ta chống đỡ lại được. Dạ yeah. yeah. thưa quý vị mặc dù là thời lượng của chúng tôi không còn nhiều nhưng mà quý vị vẫn tiếp tục gửi câu hỏi về nên chúng tôi cũng cố gắng sẽ giải đáp hết tất cả những câu hỏi yeah. của tất cả quý vị và thêm một câu hỏi nữa. ạ à thưa bác sĩ viêm phế quản trào ngược dạ dày thì có nguy hiểm không ạ à? tôi cứ bị viêm phế quản một hai tuần lại bị yeah. thông thường á thì cái trào ngược dạ dày cũng có một số ít người ừ. nó biểu hiện rất là rõ họ ở chua ở hơi ở nóng thì ừ. đa phần người ta sẽ đi khám bên đường tiêu hóa dạ. khám bên bác sĩ tiêu hóa nhưng mà chúng tôi ở bên hô hấp này thấy cũng rất ừ. là nhiều bệnh nhân bị trào ngược cái triệu chứng tràn ngược nó không rõ ràng nhưng mà mm. biểu hiện lên cái đường hô hấp họng yeah. à, nó viêm hoài viêm tái đi tái lại bệnh mm. nhân ho có thể là tháng này qua tháng nọ thì đó là một số cái biểu hiện mà có đôi khi bác sĩ phải gọi là khai thác kỹ lưỡng mới phát hiện ra à. mm. và những trong những trường hợp như thế thì cái đường hô hấp nó viêm nhưng mà chúng ta không phải tập trung vào điều trị chính đường hô hấp chúng ta chỉ điều trị hô hấp giảm với cái triệu chứng đó thôi nhưng mà chúng ta phải trị cái gốc bên dưới nên là cái chứng trào ngược về thực quản và tại cái phòng khám hô hấp của chúng tôi cũng gặp một vài bệnh nhân họ bị trào ngược nhưng mà đang đêm ngủ họ thở không được luôn, ừ. họ thở không họ phải ngồi dùng dậy để thở và họ sợ không dám nằm lại bởi vì nằm lại họ sợ sẽ bị ngạt thở một lần nữa thì chúng tôi nói là cái cái câu chuyện này để cho một số người gọi là đừng nghĩ rằng cái chuyện trào ngược đó chỉ là liên quan tới đường tiêu hóa. Mà có thể ảnh hưởng lên cái đường hô hấp và khi chúng ta thấy rằng ừ. cái đường hô hấp của mình nó không ổn ví dụ như là viêm phế quản tới đi tới lại hoài ừ. viêm họng tới đi tới lại hoài thì nên đi khám để bác sĩ có thể tìm ra nguyên nhân tại sao và một trong những nguyên nhân đó có thể ừ. là bên trong người gây sức khỏe À, xin được cảm ơn những lời uh, chia sẻ của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Như Vinh ngày hôm nay đã mang đến những kiến thức y khoa rất hữu ích dành cho tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình với căn bệnh về viêm phế quản và qua chương trình ngày hôm nay thì chắc chắn một điều rằng là tất cả quý vị khán giả sẽ có thêm được những thông tin để ừ. chúng ta có thể bảo vệ sức khỏe của mình một cách tốt nhất. Còn bây giờ đây thì trước khi uh, chia tay chương trình thì uh, xin mời tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Như Vinh chúng ta sẽ cùng có những lưu ý dành cho tất cả quý vị khán giả đối với căn bệnh viêm phế quản và yeah, cũng xin cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe cho tới giờ phút ừ, này và tôi xin tóm tắt lại một số điểm chính của cái bệnh lý viêm phế quản thứ nhất là cái bệnh lý này là một bệnh tương đối nhẹ thôi nhưng có thể xảy ra nặng cho một số người những người mắc bệnh mãn tính hoặc là những cái trẻ em cái điều trị chính là chúng ta gọi là điều trị nâng đỡ có triệu chứng gì thì chúng ta trị triệu chứng đó và chúng ta làm sao cho cái sức khỏe của mình à, gọi là tốt hơn bằng cách ăn uống hợp lý uống nhiều nước ăn trái trái cây rồi nhiều nghỉ ngơi tập thể dục à, tuy nhiên như vừa trình bày nó có những cái đối tượng có thể nó nguy hiểm ừ. hoặc là có những trường hợp nhiễm cái con virus ban đầu rồi sau đó nhiễm vi trùng nó nguy hiểm thì quan trọng là chúng ta phải theo dõi cái diễn tiến của bệnh lý mình vài ngày đầu chúng ta thấy rằng cái bệnh chưa có gì nặng nề thì chúng ta chỉ cần nghỉ ngơi điều trị ở nhà thôi ừ. nhưng nếu mà triệu chứng càng ngày càng nặng kéo dài quá ba tuần mà cũng chưa đỡ thì nên đi khám để cho bác sĩ coi thử là có thể có những nguyên nhân khác mà nó bị nhầm lẫn à, và chích ngừa cúm cũng là một trong những cái cách để làm giảm đi cái tình trạng viêm phế ừ. quản của chúng ta trong tương lai thì đó là những cái thông tin chúng tôi muốn gửi tới quý khán giả để chúng ta À, cùng chia sẻ với nhau và làm sao để bảo vệ mình và bảo thể bảo vệ gia đình mình tránh ừ. một số cái tác nhân gọi là virus vi trùng rất là thường gặp có thể gây ra các bệnh lý đường hô hấp trong đó có viêm phế quản Xin cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Như Vinh đã nhận lời tham gia vào chương trình ngày hôm nay và mang lại những thông tin rất hữu ích dành cho tất cả quý vị khán giả. Và kính thưa tất cả quý vị, đến đây thì thời lượng của chương trình Sống Khỏe Sống Vui sẽ được khép lại. Cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Chương trình Sống Khỏe Sống Vui được thực hiện bởi công ty truyền thông Live Channel và chúng tôi nhận được sự đồng hành của các bác sĩ chuyên môn đến từ bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được cảm ơn sự đồng hành của Hello bác sĩ và xin được chúc cho tất cả quý vị khán giả sẽ có một buổi chiều thật nhiều niềm vui. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.